chào bà con, các bác. Xin chào mọi người. Rồi thì hiện tại em đang thấy đây là cái giao diện đầu game anh em ơi. Đây là cái giao diện mà đầu game kia anh em mới bước đầu vào game đó mọi người. Này là có môn phái, đây là các môn phái mà anh em chúng ta sẽ lựa chọn khi mà vào game. Hiện tại em đang thấy ở đây có Thiếu Lâm nè, Võ Đan nè. Cứ coi Thiếu Lâm. Ồ, Thiếu Lâm này là đây, nghe thấy Thiếu Lâm là anh em chúng ta nghĩ tới là các game Võ Lâm Kiếm Hiệp thì thường thường là một môn phái có thể là tăng cơ anh em ạ. Có nghĩa thiên về gọi là lượng chống chịu. Đó, mình nghĩ là môn phái là nghiêng về các như Thiên Long Bắc Bộ thì mình nghĩ là chắc là môn phái chống chịu rồi. Đây, những Võ Đan thì ồ, rất là đẹp nha. Rất là đẹp, đây có bọc phát với lại khống chế. Thường thì Võ Đan sẽ là khống chế nè mà. Lụm cáo ở đâu nha. Tôi mới đi là Minh Chủ Gia Lâm về đây mà. Mới đi Minh Chủ Gia Lâm về được là phong cho chức Minh Chủ Gia Lâm. Còn Nga Mi là mình nghĩ Nga Mi sẽ là hồi phục ở đây mà. Nga Mi thường thường những anh em nào mà chơi về thích sự hồi phục đúng không? À đây theo trong đây là quân đoàn ở đây mà. Ok. Ok luôn em, tiếp tục mình giới thiệu môn phái cho mọi người. Đây môn phái Tiêu Dao. Đây môn phái này là đây đang có gọi là đánh giá cao cái sự cơ động với lại ra đòn. Cái này là cũng gọi là đánh giá cơ bản đó mọi người. Nga Mi là quân đoàn giống như là kiểu là hồi phục cho team rồi nè. Giống kiểu là đi mấy cái hoạt động đồ á, là hỗ trợ cho team mình có thể là hồi phục các kiểu. Còn đi đây, cái ban là phòng thủ, khống chế và ra đòn, có nghĩa là sức sát thương à. Còn như Thiếu Lâm, Thiếu Lâm là có thể quân đoàn là giống như là đi phó bản các kiểu với lại phòng thủ, là chống chịu đó anh em ơi. Họ đang là thiên về cái sự khống chế, giống như là hiệu ứng các kiểu nhiều. Mới mở được một cái nick công anh để mình có thể vô trải nghiệm. Đây đổi tên đứng cái mà luôn. Vô thử xem thử một hồi sẽ mình đi cái phó bản là Hiên Viên Đài anh em ạ. Nó về cái ủa cái ông nội này ông có cái con rồng gì nó ghê vậy cha. Con rồng của mình à. Ồ, giao long anh em ạ. Tôi có con giao long đi xung quanh đây. Còn ông nội này có con gì đây? Trong đây không có, trong đây là anh em mình có thể lai thú đó anh em ạ. Đó, lai thú anh em mình có thể chế ra những cái con thú gọi là cực kỳ hiếm. Game PC Mobile anh em đều chơi trên PC và Mobile được nha mọi người. PC cũng có cái clan của PC riêng và chơi trên Mobile được luôn nha anh em ơi. Có như mình đang chơi trên Mobile đây, mình đang cầm điện thoại mình chơi đây. Anh em nào chơi trên PC thì có cái clan riêng đó mọi người. Đó, mọi người có thể chơi trên PC được. Còn xem thử cái giao diện thử coi, mình đi thử đây cái bản đồ của Lạc Dương. Đó, rồi thử quánh chiêu thức thử coi, nhảy thử coi. À, cái chiêu thức là chiêu thức này để búp nhóm ra anh em ạ. À, đổi chiêu được luôn nè anh em ơi. Có nghĩa nó sẽ có hai bộ chiêu thức anh em ạ. Đó, có thể là 8 chiêu thức. Còn này gì đây? Mọi chiêu thức anh em mình có thể thành công lên được. Đó, đánh trên không luôn. Ai được một cái là game này đánh trên không được anh em ạ. À, game này đánh trên không được. Thiên Long Bát Bộ 2 VNC nha mọi người. Game này là cũng đang gọi là làm mưa làm gió và là cả tháng này rồi đó anh em ơi. Đó, đánh trên không được. Wow, phải chỗ đẹp. Skill là hơi ghê. U lên. Nhảy lên trên mà tỏa thiền ở trên không luôn. Ô, đi bộ trên không luôn. Ô, ảo thật, ảo thật. Ô, đánh trên không này là thể hiện kỹ năng BK là hơi ghê nha. Game này được thể hiện kỹ năng BK hơi ghê đấy. Có đi bụi luôn nha ông nội. Ở đây có chết luôn không vậy? Ô, đi trên không nữa. Vãi chở thiệt. Ai võ công hơi bị gọi là ghê đây bạn. Đi trên không, đi trên nước luôn. Ô, đi trên tường luôn. Vãi chở thật. Vãi chờ ảo vậy anh em. Đi trên tường được luôn nè anh em ơi. Ủa, cái này quấn lộn là hơi ghê nha. Quấn lộn là game này quấn lộn là hơi ghê đấy. Công tập lâm tà la và chiêu thức.
Ô tỏa thiên rồi, nó hiệu ứng siêu sức kìa. À, hiệu ứng đẹp đấy. Rồi chuẩn bị mà vô thử cái hoạt động là thiên viên đài, trải nghiệm hoạt động thiên viên đài nha anh em. Rồi vô đây mình đi lượm đồ thôi, lượm đồ thôi. Rồi đâu đi, đi đâu đây đội trưởng? Đi đâu đây đội trưởng? À bay ra đây là đội trưởng. Thường là thấy đi lượm rương, nhưng mà chắc là đi lượm rương chắc là mình không thích đi lượm rương, mình thích đi đập nhau à. Nào đập lượm rương đơm đó anh em ạ. Nào lượm rương mình đơm luôn. Rồi chuẩn bị quýnh lộn thiệt là em ơi. À mình quýnh băng lên đây. Hãy quýnh chỗ nào quýnh chỗ đó em ơi, hết chiêu quýnh thường em ơi. Bấm cái chiêu gì ngồi thiền luôn rồi, quái đạn được. Lên trên không rồi, lên trên không quýnh luôn rồi, kiếm mấy này quýnh này, quýnh cái này quýnh này, gì mà quýnh giống như kiểu kiểu mà trong phim luôn đây mà, y chang trong phim luôn, thì có đội quân của team địch tấn công rồi các kiểu, công thành công thành. Phải chuẩn đi mấy con quái này, mấy con tướng này ghê quá vậy. Đơm cái xe này. Dạ chân mũ nha. Như hết mana nè mà quái cái đạn rồi. Thức phải nói là hiệu ứng chiêu thức phải nói là cực kỳ hoành tráng luôn. Trên không quýnh lộn trên không đó nè. Họ quýnh trên không rồi nè. Tiêu nè, nó có dấu mục tiêu này là anh em đổi mục tiêu ở đây. Phần tân đến tham hợp trang làm khách, hiểu hiểu, tiếp chiêu đi. Là con boss anh em ạ. Quýnh không mất máu luôn. Đây là tăng lên một cái lớp giáp để có thể ôi căng nha, căng nha. Đồng đội phải có ngà mi mới được. Có ngà mi, có ngà mi thì mình có một ngà mi. Mình cũng hơi mệt. Đặc biệt của game này nhất là tựa game duy nhất có thể là vừa khinh công vừa đánh nhau anh em ạ. Tựa game mà đến thời điểm hiện tại mình biết đây là một trong đây là tựa
từ game là duy nhất mà mình biết là có chế độ là đánh sinh công trên đánh trên sinh công anh em. Thiên Long bắt buộc 2 VNC. Link tải game bên dưới nha mọi người. Đánh trên không rồi đó anh em, sẵn chiêu đồ các kiểu trên không được. Còn bình thường là anh em phải xuống dưới đất này anh em mới xài chiêu được anh em ơi. Đó, rất là hay nha. Có chế độ là lai chân thú nè. Đó chân thú nè. Đó anh em có thể lai các con thú lại với nhau để tạo ra một con thú mới. Đó có hệ thống gọi là chân thú nữa. Đó, rất là độc đáo nha. Đồ họa khỏi đó nè. À, quá đẹp. Rồi ok nha, cảm ơn anh em nha. Rồi chúc anh em buổi tối vui vẻ nha, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha, hẹn mọi người buổi livestream sau nha mọi người, cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha, đường link tải game bên dưới nha mọi người, Thiên Long Bát Bộ 2 nha. Thiên Long Bát Bộ 2, đường link bên dưới anh em ơi. Rồi cảm ơn mọi người, xin chào anh em, xin chào, xin chào. Thiên Long Bát Bộ 2 VNG tải ngay trên App Store hoặc Google Play.